Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản VinFast Lux SA 2.0 Turbo quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 785 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 Turbo 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 Turbo này quý vị các bạn nhé. Đấy, địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội các bạn nhé. Quý vị bạn có thể liên hệ ngay theo số hotline là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 Turbo này các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau, xe thì rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Một chiếc xe 7 chỗ, gầm cao, đời cao, chất lượng tiêu chuẩn châu Âu và giá thì Việt Nam thôi quý vị bạn nhé, chỉ 785 triệu đồng thôi bạn ạ. Option thì rất là nhiều rồi bạn ạ. Ở cùng phân khúc thì rất là ít xe có nhiều option như chiếc xe này. Đấy, toàn bộ này, camera trên gương, camera 360 bạn ạ. Cảm biến quanh xe các bạn nhé. Cam trước này, phiên bản Lux SA này là phiên bản Premium bạn nhé. Bản này là bản Premium, bản đủ hết rồi. Đấy, nhìn về cái mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Phiên bản Premium. Đấy, cụm đèn LED này, đèn pha, đấy, đèn gầm, đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu bạn nhé. Đây là cái phần sườn bên phụ này, đấy, rất đẹp luôn, nước sơn rất là phẳng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Và đây là về cái phần sườn bên lái đây các bạn nhé, sườn bên lái cũng còn rất đẹp luôn. Camera 360, đấy, tích hợp camera trên gương này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị các bạn nhé. Nhìn về toàn bộ, về tổng thể về chiếc xe này đều rất là đẹp luôn. Form này là form của một chiếc xe BMW X5 quý vị các bạn nhé. Tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, giá thành Việt Nam thôi các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Với những thiết kế theo phong cách châu Âu thì quý bạn thấy được là nội thất nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ mở cánh cửa phía trước, cánh cửa bên lái này. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa đây các bạn nhé, keo chỉ cánh cửa này, nguyên zin này. Đấy, tắp bi này, rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô, vô lăng cần số này. Đây, cần số bạn xem này, cần số của BMW các bạn nhé, rất đẹp luôn, màn hình giải trí to luôn. Nội thất ghế da màu da bò luôn bạn nhé, nội thất ghế da cao cấp màu da bò này. Toàn bộ từ bậc cửa này cũng đều rất đẹp luôn. Ghế chỉnh điện luôn bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này, số VIN to đùng luôn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 này, phiên bản Lux SA 2.0 bạn nhé. Đấy, phiên bản này phiên bản Premium, phiên bản đủ rồi bạn nhé. Thông số lốp này, đấy, đúng tiêu chuẩn châu Âu. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, đấy, đến tắp bi đều rất đẹp luôn. Hàng ghế giữa các bạn thấy đây ạ, nội thất rất đẹp luôn bạn nhé. Nội thất da bò này, ghế da cao cấp luôn, tiêu chuẩn châu Âu, cho nên là ghế da đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. À, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe. Đằng sau có rất nhiều cổng sạc luôn bạn này. Đấy, cổng sạc. Đấy. Toàn bộ từ vô lăng cũng là ghế da cao cấp, là vô lăng bọc da cao cấp này. Ghế da thì cao cấp rồi đương nhiên rồi. Tắp đi cánh cửa này, cho đến tắp lô, phiên bản này rất nhiều option các bạn nhé. Màn hình rất là to. Đấy. Bây giờ tôi phải cho nhỏ cái volume đi. Tôi cho nhỏ cái volume đi để giới thiệu cho quý vị bạn này. Đấy. Đồng hồ, vô lăng, các thứ đều rất đẹp này. Màn hình to này, cần số này, đèn hồ start top này, phanh tay điện tử này. Đấy. Cảm biến, à cái này là cảm biến trước sau đấy. Ở cảm biến kênh xe rồi. Option của chiếc xe này thì rất là nhiều luôn quý vị các bạn nhé.
Nó là những chiếc xe mà tiêu chuẩn mang phong cách của châu Âu thì đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Không những đẹp mà option thì lại rất là nhiều các bạn nhé. Cốp thì đã có cốp điện rồi bạn này. Cốp xe này là cốp điện luôn bạn nhé. Đang nổ máy, tôi đang nổ máy cho nên không thể dùng khóa được, bấm bằng tay. Đấy, cốp điện này. Đấy, cốp điện luôn bạn nhé. Đây, cốp điện này. Toàn bộ keo chỉ với ốc cốp sau là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Chưa có bị tháo đâu bạn ạ. Chưa có bị đâm va gì cả các bạn này. Đấy, những cái thủy lực của cốp nó cũng to như này đây. Những chiếc xe châu Âu thì nó đều, phong cách châu Âu nó đều thiết kế rất là thông minh và khỏe luôn bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản 7 chỗ ngồi bạn này. Hàng ghế sau này thì gần như ít người ngồi đến, cho nên đều mới luôn này. Đằng sau này rất mới luôn bạn nhé. Đấy, bên dưới này thì là đồ nghề này. Đấy, keo vá này, các thứ này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cốp điện luôn các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này này. Mức tiêu thụ nhiên liệu nó hơi bóng, không biết là quý vị các bạn xem có rõ không. Đấy, nhưng mà chỉ 10,92 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này. Trong đô thị là 15,8 lít nhưng nếu ngoài đô thị có 8 lít thôi, 8,01 lít bạn nhé. Đấy, cũng tương đối là tiết kiệm. Động cơ 2.0 mà turbo khỏe, rất khỏe mà lại tiết kiệm đấy các bạn nhé. Đấy, tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa nguyên zin này. Đấy, táp bi rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa đều rất là mới luôn bạn ạ. Những chiếc xe này nó xếp vào cái hạng xe sang rồi, cho nên là gần như là những ông chủ nào mà sở hữu những chiếc xe này đều là giữ gìn cẩn thận các bạn nhé. Thứ nhất là chạy ít, thứ hai là giữ gìn rất là cẩn thận quý vị và các bạn ạ. Đấy, nó khác với những cái xe ở phân khúc thấp. Phân khúc thấp thì đa số là chạy nhiều, chủ xe thì lại không giữ gìn. Đấy, còn chiếc xe mà những chiếc xe mà thuộc cái dòng xe sang thì chạy đã ít rồi, chủ xe lại hay tiết kiệm, hay giữ gìn các bạn ạ. Đấy, chủ xe lại hay giữ gìn cho nên là nó đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp như này đây. Táp bi cánh cửa này. Đấy, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn quý vị các bạn nhé. Ghế phụ chỉnh điện luôn này. Đấy, nội thất này đều rất là mới luôn nhé. Vô lăng cần số. Đấy, màn hình táp lô này đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. VinFast cũng đã trang bị cho chiếc Lux SA này là một cái khối động cơ xăng, động cơ turbo với dung tích là 2.0 lít quý vị các bạn nhé. Đấy, với thiết kế của châu Âu các bạn xem đây ạ, nó rất là giống một chiếc xe BMW X5 các bạn nhé. Đấy, động cơ này đều rất là gọn gàng các bạn ạ, thiết kế thì đều rất là gọn gàng và thông minh. Đấy, những cái thanh răng đằng trước để bảo vệ động cơ đây các bạn thấy đây ạ, đều rất là khỏe này các bạn nhé. Đấy, những cái thanh răng trước này đều rất là khỏe luôn để bảo vệ cho cái khối động cơ turbo 2.0, động cơ tăng áp các bạn nhé. Và chiếc xe này động cơ là chúng tôi cam kết với quý vị bạn là còn nguyên bản này, cabo cũng còn nguyên bản hết luôn bạn này, chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp như này, động cơ rất là mới luôn quý vị các bạn ạ, chưa có ngập nước hay là chưa có làm lại máy đâu, tức là không có bị lỗi lầm gì các bạn này. Tất cả những cái khoang đầu bạn thấy này, toàn bộ từ những cái vít nở nhựa này còn chưa có vết tháo này. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý vị và các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 turbo sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản và chúng tôi đang bán với giá là 785 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 turbo này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.